đáp trả tuyên chiến của NATO về biển Baltic. Nga tập kích hàng loạt mục tiêu trọng yếu khắp Ukraine trong đòn tấn công lớn nhất nhiều tuần qua. Bộ dụng cụ sơ cứu của NATO biến binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine thành kẻ nghiện ma túy. Các quốc gia phương Tây trước đây khẳng định Ukraine nên đánh bại Nga trên chiến trường đang dần thay đổi quan điểm của mình. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã đáp lại lời kêu gọi của các chính trị gia phương Tây nhằm trục xuất Liên bang Nga khỏi vùng biển Baltic. Tổng thống Ukraine đã bị Tây Jerusalem từ chối vào tháng trước, nhưng ông được cho là sẽ thực hiện chuyến đi vào tuần tới. Sau đây xin mời quý khán thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Nga tập kích Ukraine lớn nhất trong nhiều tuần. Ukraine cho biết hôm qua ngày 3 tháng 11, Nga đã khai hỏa nhiều vũ khí tập kích loạt mục tiêu trọng yếu khắp nước này. Trong đợt tấn công lớn nhất nhiều tuần qua, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã triển khai 40 máy bay không người lái tự sát Sahid 136-131 cùng một tên lửa không đối đất chiến thuật KH-59 trong đòn tập kích. UAV Nga được phóng theo nhiều đợt, tấn công các tỉnh trên khắp Ukraine theo từng biên đội. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 24 UAV và tên lửa KH-59. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho hay, nhưng không đề cập đến những UAV vượt qua được mạng lưới phòng thủ. Giới chức Ukraine nói rằng đây là đòn tập kích UAV lớn nhất suốt nhiều tuần qua, với mục tiêu chính là tỉnh Kharkov ở Đông Bắc, Odessa ở miền Nam, tỉnh miền Tây Lviv gần biên giới Ba Lan và khu vực do Kiev kiểm soát ở tỉnh Kherson. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói số lượng UAV tự sát mà Nga sử dụng trong tháng 9 đã vượt qua thống kê cùng kỳ năm 2022. Cảnh báo Moscow sẽ mở các đợt tập kích UAV kỷ lục trong mùa đông nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev. Maxim Kozinski, tỉnh trưởng Lviv, nói rằng một cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây đã bị tập kích đến 5 lần trong đêm, nhưng không tiết lộ thiệt hại. Svetlana Onishchuk, tỉnh trưởng tỉnh Ivano-Frankivsk lân cận, cho hay một căn cứ quân sự đã trúng đòn tấn công của Nga. The Free Press cho biết một nhà máy sửa chữa ở Odessa và kho đạn ở Mykolaiv đã trở thành mục tiêu ưu tiên cho làn sóng tấn công tên lửa mới của Nga. Trung tâm nghiên cứu Đông Âu OSW dựa trên phân tích chiến thuật cho biết, như vậy trên thực tế có thể tiêu diệt cùng lúc hai trong số bốn nhóm tác chiến chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine, Tavria hoạt động theo hướng Zaporizhia và Nam Donetsk, và Khorista hoạt động theo hướng Donetsk bao gồm cả gần Bakhmut. Hiện tại bước ngoặt của cuộc chiến giành khu vực kiên cố Adipka và chính thành phố công nghiệp vốn đã bị biến thành pháo đài. Theo thông tin từ RIBA được cập nhật từ sáng ngày 4 tháng 11, lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng vùng kiểm soát và củng cố các vị trí đã chiếm đóng trước đây gần đường ray Bobrovsky. Ở sườn phía nam, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra gần khu trại Starkaya, Okhota và phía nam Severny. Theo tờ Tiskrat, do cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Avdiivka, quân đội Ukraine đã phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng về đạn dược và nhân lực. Việc cung cấp hậu cần ngày càng trở nên khó khăn hơn. Các tác giả của Tiskrat phân tích tình hình rằng, việc rút các đơn vị từ hướng khác về Avdiivka cũng như việc rút các lực lượng cấp 2, chẳng hạn như khỏi Slavyansk, cho thấy rõ ràng rằng mọi thứ đang không suôn sẻ về mặt nhân lực. Theo ấn phẩm Minsk Polska của Ba Lan, một cuộc đụng độ mang tính đột phá trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra tại pháo đài Avdiivka. Kết quả của trận đánh này, theo ý kiến chủ quan của tác giả, có thể là một bước ngoặt trong cuộc chiến đối với Ukraine, giống như trận đánh chiếm thành phố Debaltseve tháng 1, tháng 2 năm 2015. Việc người Nga chiếm được Avdiivka giống như Debaltseve năm 2015 có thể là dấu chấm hết cho các hành động thù địch và khởi đầu cho các giải pháp ngoại giao. Những người chơi chính trong cuộc chiến này, Moscow và Washington, sẽ có cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Và các nhà lãnh đạo hiện tại sẽ tìm cách tái tranh cử trong vinh quang của những nhà lãnh đạo chiến thắng. Cả hai vị tổng tư lệnh đều cần có hợp âm chiến thắng. Vào cuối tháng 9 năm 2023, quân Nga chuyển sang thế phòng thủ tích cực, gần như dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt trận. Tình thế khủng hoảng bắt đầu xuất hiện đối với phía Ukraine trên nhiều mặt. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, buộc phải điều chuyển lực lượng giữa các khu vực và huy động lực lượng dự bị cuối cùng. Cục diện rõ ràng đã lọt vào tay người Nga trong những ngày đầu tháng 10. Theo các nguyên tắc khoa học quân sự Nga, việc tiến hành một chiến dịch phòng thủ chỉ là một yếu tố chuyển tiếp. Sau đó, quân phòng thủ chuyển sang phản công một cách suôn sẻ nhằm vào lực lượng địch đã suy yếu do một cuộc tấn công thất bại. Vào cuối tháng 9, người ta biết rằng cuộc tấn công tổng lực được chuẩn bị với nỗ lực rất lớn của cả Ukraine và các nước NATO đã kết thúc mà theo các nhà phân tích là đã thất bại. Do đó, một cuộc phản công của Nga chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, khi sương giá bao phủ thảo nguyên lầy lội, tư lệnh quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov,
một lần nữa với phong cách của ông sẽ khiến các nhà hoạch định phương Tây ngạc nhiên, như ông đã làm trong thời kỳ sáp nhập Crimea, cuộc nổi dậy Donbass hay chiến dịch viễn chinh ở Syria. Người Nga không có ý định chờ đợi cũng như không tấn công vào một khu vực nào. Nguồn dự trữ đã chuẩn bị rải rác khắp nơi, được các chuyên gia quan sát trong một thời gian dài. Trên thực tế gần như được phân bổ đều trên toàn bộ chiến tuyến. Hóa ra chúng không được đặt ở đó một cách tình cờ. Theo các nhà phân tích, bộ chỉ huy cấp cao của Nga đang bắt đầu một trò chơi chiến lược. Mục tiêu của nó thường không được biết đến. Trước sự giám sát của nhóm vệ tinh gián điệp Hoa Kỳ và sự quan sát của máy bay không người lái và máy bay trinh sát của NATO, phía Nga không thể thực hiện các biện pháp để loại bỏ chúng thì nên không thể có bất ngờ ở cấp độ chiến lược quy mô. Việc điều động lực lượng và phương tiện một cách kín đáo để phát động một cuộc tấn công bất ngờ dường như là không thể. Tuy nhiên, theo nghệ thuật chiến tranh, bất ngờ là chìa khóa thành công của một cuộc phản công. Bộ dụng cụ sơ cứu của NATO biến binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine thành kẻ nghiện ma túy. Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga trình chiếu hôm 3 tháng 11, quân nhân Ukraine bị bắt nói rằng anh ta đã được điều động bằng vũ lực và sống sót một cách kỳ diệu. Nhận ra mình đang ở thế khó khi quyết định từ chối tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy, quân nhân này cho biết ngay cả giấy chứng nhận vượt qua cuộc kiểm tra y tế cũng được cấp cho anh ta mà không có sự tham gia của anh ta. Người tù nhân này nói rằng các nhân viên từ văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân sự đã về nhà cùng với cảnh sát. Họ cưỡng bức trói tôi lại và đưa tôi đi. Họ giữ tôi ở văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ trong 2 ngày. Sau đó bắt tôi ký giấy tờ. Có một cuộc kiểm tra y tế nhưng không có sự tham gia của tôi. Họ tự ký giấy và gửi tôi đến lữ đoàn xung kích đường không số 80. Không có sự chuẩn bị và không có gì cả. Trước đó, vào ngày 27 tháng 10, một tù binh khác có tên là Vladimir Nebretvoreni của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắt nói với tờ Ivestia về việc bị cưỡng bức động viên. Anh ta kể rằng, một ngày nọ, trên đường đi làm, anh ta vào một cửa hàng để mua tạp hóa, nhưng trên đường ra ngoài, anh ta đã bị các nhân viên của Ủy ban quân sự thành phố Ismail tóm lấy, bị đưa lên ô tô, đưa đến văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân sự mà không được phép liên lạc với người thân. Trong 5 phút, cơ quan chức năng đã đưa cho anh ta những giấy tờ có đóng dấu cho thấy anh ta đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Sau đó anh ta được đưa đến khu vực chiến đấu. Ông cho biết thêm rằng tình hình ở các đơn vị không được tốt lắm. Tình nguyện viên y tế Ukraine Sergei Susitsky trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Alexander Seles cho rằng do sử dụng bộ sơ cứu theo tiêu chuẩn của NATO, nhiều binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine đã trở thành người nghiện ma túy. Anh ấy giải thích rằng những người trẻ tuổi đi vào quân đội và khi bị thương, họ đã sử dụng thuốc giảm đau mạnh có trong bộ sơ cứu và về cơ bản là ma túy và gây nghiện. Theo Sergei Susitsky, họ sẽ chuyển sang nghiện ma túy. Thật không may có nhiều người mắc chứng nghiện ma túy trong quân đội. Theo lời tù binh Vladimir Nebretvoreni, trong các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine, nhiều quân nhân gặp vấn đề với ma túy và rượu. Theo binh lính bị bắt này, tình nguyện viên giao ma túy cho các đơn vị. Hơn nữa, các trung sĩ và sĩ quan của các đơn vị chiến đấu thậm chí còn biết về điều này và được hưởng lợi từ đó. Nebretvoreni cũng báo cáo có một số lượng lớn người từ chối trong đơn vị của mình. Theo ông, các trung sĩ sử dụng bạo lực hoặc cố gắng đe dọa. Họ chủ yếu gửi ma túy đến các vị trí trong 2 hoặc 3 tuần. Ông than thở rằng, có người ở đây đơn giản là không tồn tại. Hôm 2 tháng 11, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng của Ukraine Alexei Danilov đã có một cuộc phỏng vấn rộng rãi với tờ Liga.net, nói rằng tất cả người Ukraine sẽ phải trải qua nghĩa vụ quân sự. Ông gọi nó là một tiền đề, vì vậy người ta không nên ngạc nhiên về nó. Alexei Danilov nói thêm rằng, khi bạn sử dụng vũ khí hiện đại, tuổi tác không thành vấn đề. Ý tưởng cho rằng mọi người trong lực lượng vũ trang Ukraine phải còn trẻ là sai lầm. Câu hỏi đặt ra là, hiện tại lực lượng vũ trang Ukraine cần bao nhiêu nhân lực cho tiền tuyến? Về mặt lý thuyết, tiềm năng huy động của Ukraine ngày nay là 15 triệu người, bao gồm cả nam và nữ. Nhưng theo chuyên gia quân sự, cựu đại tá quân đội Nga Mikhail Onufrienko cho biết con số này còn thấp hơn nhiều. Onufrienko nói rằng, có người phải phục vụ chính quyền, làm việc ở hậu phương, v.v. Vì vậy, tiềm năng huy động thực sự khoảng 1 triệu rưỡi người. Chuyên gia này nói thêm rằng, Kiev hy vọng sẽ tuyển dụng khoảng 300.000 người vào lực lượng vũ trang trong 6 tháng tới. Con số này hoàn toàn không thực tế. Họ đã thể hiện điều này trong các cuộc vận động trước đó. Cho đến nay vẫn chưa dừng lại và chỉ xếp lớp bằng các tài liệu và thuyết phục. Trong 6 tháng, họ có thể đưa khoảng 100.000 người vào quân đội. Nhưng câu hỏi đặt ra là, không thể huấn luyện tốt số lượng chiến binh như vậy thì có thể chiến đấu như thế nào? Các nước phương Tây đổi giọng đánh bại Nga. Tổng thống Vladimir Putin hôm 3 tháng 11 lưu ý rằng
Các quốc gia phương Tây trước đây khẳng định Ukraine nên đánh bại Nga trên chiến trường đang dần thay đổi quan điểm của mình. Bây giờ họ đang thay đổi giọng điệu, nói những điều khác nhau. Nhà lãnh đạo Nga nói như vậy với các thành viên của Phòng Dân sự, một cơ quan xã hội dân sự có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ về hoạch định chính sách. Ông Putin cho rằng đất nước cần trở nên mạnh mẽ hơn về mọi mặt, bao gồm cả kinh tế, quân sự và ổn định chính trị. Ông nói sức mạnh như vậy sẽ ngăn cản các thế lực thù địch cố gắng cô lập Nga. Họ, tức các quốc gia EU, đã loại trừ năng lượng của chúng tôi. Vậy thì sao? Kết quả là gì? GDP của chúng tôi sẽ tăng lên tới 3% trong năm nay và các nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang bị thu hẹp. Trong khi đó, theo Sputnik, tinh thần châu Âu đi xuống, kéo theo nền kinh tế EU. Và Ukraine và Covid-19 dường như có lỗi. Nghiên cứu mới của Viện Kinh tế Ba Lan PIE đã làm sáng tỏ đại dịch trầm cảm quy mô lớn đang hoành hành ở châu Âu. Nghiên cứu của PIE cho thấy cuộc khủng hoảng Ukraine và đại dịch Covid-19 đã có tác động xấu đến sức khỏe tâm thần cộng đồng. Điều này đến lượt nó dẫn đến các chỉ số kinh tế giảm mạnh. Ông Putin nói thêm, họ đau khổ, họ có những vấn đề thực sự và lưu ý rằng ông nói điều này một cách không mấy vui vẻ. Nhưng nhà lãnh đạo Nga cho biết, điều này không có nghĩa là chúng ta nên cư xử hung hăng. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải có chủ quyền theo mọi nghĩa của từ này. Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công vô cớ vào Ukraine vào năm ngoái và cam kết hỗ trợ Kiev trong thời gian để đánh bại Moscow. Washington đã tuyên bố rằng mục tiêu của họ ở Ukraine là gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Moscow cho biết sự thù địch xảy ra do phương Tây từ chối giải quyết những lo ngại của Nga về việc mở rộng NATO và chính sách phân biệt đối xử của Kiev đối với những người nói tiếng Nga sau cuộc đảo chính vũ trang năm 2014. Hoa Kỳ bị cáo buộc đã ngăn chính phủ Ukraine đình chiến trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột đang diễn ra. Điều này có thể khiến nước này trở thành một quốc gia trung lập. Kiev đã tuyên bố rằng kết quả duy nhất mà họ chấp nhận là đẩy Nga ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố là của mình, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine không giành được thắng lợi đáng kể nào trên tiền tuyến trong cuộc phản công mùa hè năm nay. Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, chế độ Kiev vẫn đang thua cuộc. NATO có đóng cửa biển Baltic đối với tàu Nga hay không? Những sự cố gần đây ở vùng biển Baltic đang làm phức tạp thêm các điều kiện vốn đã gặp khó khăn đối với hàng xuất khẩu của Nga. Một đại diện của Bộ Ngoại giao Nga đã đáp lại lời kêu gọi của các chính trị gia phương Tây nhằm trục xuất Liên bang Nga khỏi vùng biển rằng Baltic sẽ không bao giờ biến thành vùng biển nội địa của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tình hình xung quanh biển Baltic tiếp tục nóng lên. Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Alexander Rusko hứa rằng sẽ không trao biển Baltic cho NATO. Đúng vậy, ông ấy đã đưa ra tuyên bố như vậy trong một bối cảnh không chính thức bên lề diễn đàn Á-Âu. RIA Novosti trích dẫn lời của ông nói, tôi nghĩ rằng những người ra quyết định và các chiến lược gia quân sự của NATO hiểu rất rõ rằng việc đóng cửa biển Baltic đối với Nga có nghĩa là cửa biển Baltic đối với tất cả mọi người. Theo Thứ trưởng, các nước thành viên liên minh đang nổi lên ước mơ, mong muốn vị lý của mình. Và ông nói thêm rằng, nó, tức là biển Baltic, sẽ không bao giờ biến thành vùng biển nội bộ của NATO. Đây là những cách nói tù từ mà các chính trị gia nhẹ dạ sử dụng. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevich tuyên bố có thể đóng cửa biển Baltic đối với tất cả các tàu của Nga vào cuối tháng 10. Theo ông, quyết định như vậy có thể được đưa ra nếu cuộc điều tra cho thấy Moscow có liên quan đến việc làm hư hại đường ống dẫn khí đốt Baltic Connector. Đồng thời, chính trị gia này nói thêm rằng các cuộc thảo luận như vậy vẫn chưa được tiến hành, vì để đưa ra kết luận, cần chờ kết quả điều tra cụ thể và rõ ràng. Baltic Connector là một đường ống dẫn khí dọc theo đáy vịnh Phần Lan dài khoảng 80 km giữa Inkoo ở Phần Lan và Banisky ở Estonia. Hiện nó không hoạt động do có thể bị giảm áp. Vì vào tối ngày 8 tháng 10, áp suất trong đường ống dưới nước giảm xuống và những người quản lý hệ thống đã cắt nguồn cung cấp khí đốt. Lực lượng biên phòng Phần Lan đã phát hiện ra vụ rò rỉ trong lãnh hải của họ. Cảnh sát hình sự trung ương tin rằng những kẻ tấn công có thể đã làm hỏng cơ sở hạ tầng. Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, tàu Niu Niu Pulapia mang cờ Hồng Kông là nguyên nhân gây ra tình trạng khẩn cấp này. Có lẽ mỏ neo của con tàu đã vướng vào và làm hỏng đường ống. Các tài liệu điều tra còn bao gồm tàu Sepoput của Nga nằm gần nơi xảy ra vụ việc, nhưng phiên bản về sự liên quan của nó sau đó đã bị loại bỏ. Sau đó, một tin nhắn xuất hiện về một sự việc mới, và lần này là từ Thụy Điển. Họ thông báo hư hỏng cáp liên lạc dưới đáy biển Baltic, nói Thụy Điển và Estonia. Quá trình điều tra xác định sự việc xảy ra là do tác động của một ngoại lực.
Hơn nữa, theo các nhà điều tra Thụy Điển, thiệt hại xảy ra gần như cùng thời điểm với hư hỏng đường ống dẫn khí đốt dưới nước Baltic Connector ở vịnh Phần Lan. Lưu ý rằng, tổng kim ngạch hàng hóa của các cảng biển Nga ở lưu vực Baltic trong 7 tháng năm 2023 đạt 149 triệu tấn. Và do đó, eo biển Đan Mạch là tuyến đường quan trọng nhất để xuất khẩu và cả dầu và toàn bộ hàng hóa của Nga nói chung. Vậy Nga có thể đáp trả tuyên bố của NATO về biển Baltic như thế nào? Tổng biên tập tạp chí quốc phòng Igor Korechenko trong cuộc trò chuyện với News.ru nói rằng nỗ lực của NATO nhằm đóng cửa biển Baltic đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Nga. Korechenko nói rằng Nga phải có lập trường rõ ràng về việc NATO có thể đóng cửa biển Baltic đối với các tàu Nga. Nỗ lực của liên minh nhằm làm gián đoạn quá cảnh giữa khu vực Kaliningrad và Nga thực chất có nghĩa là một lời tuyên chiến với chúng tôi, cần phải đáp trả điều này bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà phân tích này nói thêm rằng các nước NATO cực kỳ hoài nghi và đạo đức giả. Đó là lý do tại sao chuyên gia tin rằng Nga không nên ngại theo đuổi chính sách không khoan nhượng đối với liên minh. Korochenko kết luận NATO vượt qua Nga về tổng sức mạnh lực lượng vũ trang của mình hơn 4 lần. Nếu Moscow tiếp tục chỉ giới hạn trong lời nói, NATO thực sự sẽ phong tỏa biển Baltic. Nga cần thay đổi học thuyết quân sự và đặc biệt là hạt nhân, đặt ra một hệ thống các mối đe dọa và đưa ra những hành động thiết thực. Không cần vạch đỏ, chúng ta cần trả lại vũ khí hạt nhân chiến thuật cho quân đội. Để bảo vệ lợi ích của Nga, mọi biện pháp đều tốt. Câu hỏi đặt ra là liệu NATO có thể đóng cửa biển Baltic với Nga hay không? Chuyên gia quân sự, thuyền trưởng đội dự bị hạng nhất Vasily Dedikin trong một cuộc phỏng vấn với News.ru lưu ý rằng NATO sẽ không thể đóng cửa biển Baltic đối với các tàu Nga và tuyên bố của đại diện Liên minh Bắc Đại Tây Dương là một hành động khiêu khích khác. Dedikin nói, tôi nghĩ NATO không thể làm được điều này. Đây là một hành động khiêu khích khác đã được các chủ sở hữu từ Washington đồng ý. Tôi nghĩ điều này là do những thành công của chúng ta trong chiến dịch quân sự đặc biệt và họ muốn gây sự ở vùng Baltic. Phần Lan chưa công bố điều này, mặc dù nước này quan tâm nhất đến điều này, cũng như Estonia vì nước này nằm cạnh Phần Lan. Vì vậy, Latvia quyết định tuyên bố với hạm đội hùng mạnh của mình, ba tàu quét mìn và một thứ khác. Hãy để họ sắp xếp Nord Stream, ai ở đó và bằng cách nào. Tổng thống Ukraine sắp thăm Israel. Theo hãng tin AP, Tổng thống Ukraine đã bị Tây Jerusalem từ chối vào tháng trước, nhưng ông được cho là sẽ thực hiện chuyến đi vào tuần tới. Kênh 12 của Televin hôm 3 tháng 11 đưa tin, việc chuẩn bị cho chuyến thăm Israel của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới đang ở giai đoạn nâng cao. Báo Israel cho rằng chuyến thăm của ông Zelensky thể hiện điều gì đó về một mặt trận thống nhất của Israel, Ukraine, châu Âu và Mỹ so với trục Nga, Iran. Theo Times of Israel, bức ảnh của ông Zelensky với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog sẽ gửi thông điệp về một thế giới bị tấn công, chống lại thế giới đang tấn công. Các quan chức Kiev đã sử dụng ngôn ngữ tương tự để mô tả phần thế giới không đồng tình với quan điểm của Mỹ và NATO về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Gần đây nhất, cố vấn hàng đầu của ông Zelensky Mikhail Podolyak đã có bình luận khiến Bắc Kinh tức giận. Trước đây, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov có bình luận chỉ trích Nga. Kênh 12 đưa tin ông Zelensky có thể đến thăm Israel vào thứ Hai hoặc thứ Ba. Chuyến đi diễn ra 3 tuần sau khi Israel từ chối lời đề nghị tới thăm của Tổng thống Ukraine. Các quan chức được cho là đã nói với ông rằng thời điểm chưa thích hợp. Theo trang tin tức UNET, Zelensky hy vọng sử dụng chuyến thăm để gắn kết mục tiêu của đất nước ông với mục tiêu của Israel. Khi cuộc chiến Israel-Hamas gây sự chú ý của quốc tế, Ukraine được cho là đã phải cạnh tranh với Israel để có được đạn dược và tài trợ của Mỹ. Dù Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho cả hai cuộc xung đột, Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện đã nói rằng họ sẽ ưu tiên Israel. Ngay cả trước khi nổ ra xung đột ở Trung Đông, ông Zelensky đã lo phương Tây sẽ mất dần sự quan tâm với nước này. Các trợ lý của Zelensky cho rằng ông từ chối thừa nhận mình sẽ không được hỗ trợ đầy đủ trong cuộc chiến với Nga. Điều đáng sợ nhất là một phần thế giới đã quen với cuộc chiến ở Ukraine, Zelensky nói với Time. Làn sóng kiệt sức vì chiến tranh đang dâng lên. Ở Mỹ và châu Âu, chúng tôi thấy rằng họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, giống như một màn trình diễn đối với họ. Như họ đang nói, tôi không thể xem lại bộ phim này lần thứ 10. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tin 360 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau.
Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.